Hello Mỹ Cương, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu 6 nòng bạc, mỗi khẩu súng có thể kiếm free trong sự kiện. Thì anh em cũng biết rồi, người ta có câu là muốn sang phải bắc cầu kiều, muốn yêu cô chị thì phải chiều cô em cơ. Rồi, các bạn muốn kiếm cái này free vĩnh viễn thì phải bắt buộc là bỏ công sức ra cày. Và cái này thì kiếm được thì cũng chỉ vào zombie bắn cháy các kiểu đứng một chỗ thẩm du thôi. Mình thì mình không thích cái này lắm nên mình cũng không quan tâm. Rồi, còn cái ạc này thì tận 2-3 người chơi. Anh em cũng biết rồi, 2-3 người đâm vào một chỗ thì kiểu gì hàng nào chả có. Đùa thôi. Rồi, sorry chủ ạc nhá. Nếu mình có sai sót gì ở đây thì mong lượng thứ và bỏ qua. Đâm chọt linh tinh là miễn vào ạc luôn thì đúng là sấp mặt. Rồi, mình sẽ té lên đây. Cút cút ra, đi giữa làm gì? Đi theo bằng tơi này. Mình yêu tơ lắm tơi. Lại đây, cho mình xả đạn vào mồm bạn xem nào. Úi trời ơi, phê không? Phê không ấy chứ lị. Ôi, chạy đâu nhở? Bỏ qua mình này. Không yêu đương gì à? Úi trời ơi, mình yêu bạn như thế. Tình yêu như món thịt gà. Người trẻ háo hức mà người già chê dai. Này đi, chạy đi đâu? Úi trời ơi, trên trời hàng vạn ngôi sao. Sao anh chiếu mạng là sao lừa tình? Thế gian có vạn bóng hình, làm sao anh phải chung tình với em? Đấy, em chết là phải rồi. Rồi, nhanh có hero nào, còn 4 thằng nữa. Trời ơi, bay mãi không lên thì em ơi. Lần sau thì luyện tập cái map này nó chuẩn chuẩn một tí rồi vào chơi nhá. Nói không thì... Ui, đấy, cái thằng kia nó lại yêu mình. Bảo sao? Cái bị đẹp dai nó lại theo tôi đến đường này rồi. Ui, kinh vã. Rồi, bạn này chơi hơi bị ghê. Theo sát ở sau mình không biết ạ. Rồi bạn hay lắm, rồi tình yêu luôn luôn theo sát ở phía sau. Úi trời ơi. Thôi, tình yêu là theo sát thì được rồi, không cần móc đâu. Ghê quá. Ê à, thể có khổ ấy mà. Cái bẩn, cái bảnh đẹp trai của mình nó max level rồi. Bây giờ zoom no nó cứ đuổi theo. Úi trời ơi. Lướt qua nhau như chưa từng biết gì về nhau. Em té đây. Ui, xong lên được này. Hero đâu? Tôi xin một tí hero nè. Cái gì cơ? Úi trời ơi. Dùng non, yêu máu. Thôi các bạn, cút cút ra đi. Không ăn được cây MG đâu. Mà nhặt đúng cây MG mới cay anh em ạ. Thế giờ thiếu tí nữa lại có hero. Pha này mà có hero thì kiểu gì cũng clear team ạ. Tại vì thằng Tơ nó chết rồi. Thằng Tơ nó chết thì dễ hiếp. Các bạn dùng non lắm. Các bạn ấy yếu ớt cực. Lao vào mà xóa thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm chỗ Thẩm Du. Thẩm Du có gì là sai? Không sai đâu. Mà công nhận cây này Thẩm Du cũng ngon phê em ạ. Cực kỳ ngon luôn đấy. 6 nòng mà nhiều đạn. Khẩu này thì mình ép lên tầm con A. Con trong con cha cháu ông nên mình thực sự là ép lên được rất là nhiều đạn. Ép tận 3 khẩu luôn. Mắc ngon. Tóm lại là mắc ngon. Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húc thì gật đầu khen ngon. Chỉ tội cho cái thằng con đứng ngoài chầu trực biết ngon là gì. Trời ơi, đen thế. Hôm nay thực sự là làm nó rất là mệt đấy em ạ. Nên có thể là mình nói nó không được chuẩn xác lắm thì anh em cũng thông cảm bỏ qua. Thì cũng xin lỗi anh em rất là nhiều. Dạo này mình ra clip ít lại. Hôm nay bão mà. Rồi mình khi có bão xong thì thực sự là mình chống chọi với bão rất là mệt. Đầu tiên thì phải là gì ta? Phải ra chống chọi với bão bằng cách bao cát này, phải lên bỏ lên chống bão các kiểu này. Rồi xong bão thì chúng ta lại thu dọn tàn cuộc của bão đi qua đấy. Bão hiếp nhà em mà em phải dọn dẹp nữa. Rồi ngon thế. Đấy, bây giờ thì mình cũng đang trong đà dọn dẹp. Rồi hai thanh niên này lên double kill này. Double kill này rồi. Sorry bạn Hiền. Quá đen thôi. Đấy, dọn dẹp các kiểu nên thực sự mình rất là mệt. Đấy, nhưng vẫn phải làm clip cho anh em xem. Bắt buộc thôi. Ai bảo làm YouTuber làm gì? Thắng thế hả rồi? Rồi, thắng tiếp theo. Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Lại đây xem nào. Thôi, dạo này chơi zombie hơi bị dễ nhở. Chém phát là chết thôi hả? Sắp tới thì mình thấy có mấy cái update cũng khá là tuyệt vời. Mình tuy là mình chưa xem tại vì mình không có cái điều kiện. Úi rồi mình để ping để mình làm clip thôi chứ mình không xem ba cái linh tinh. Úi rồi mấy ngày hôm nay thì mình không vào xem cái gì hết luôn, chỉ lướt Facebook với lại
làm clip với up clip các kiểu thôi. Tại vì 3G thì nó rất là thốn, mà tiền trong tài khoản thì thực sự là cũng khá là vừa đủ để thằng này lắp đây này, vừa đủ để mình đăng ký 3G đăng clip thôi. Mà một clip thì nó rất là nhiều mê, có khi tận lên cả ghi luôn đấy anh em ạ, nên nó rất là khắm. Đấy, ngày hôm nay không biết là trong cái bản update mình thấy có dép tổ ong các kiểu rồi, nghe hay đấy. Với lại bắt bắt cua rồi, mình chỉ biết sơ sơ, anh em inbox cho mình biết như thế thôi, nhưng mình cũng không muốn biết nhiều để lúc mà hết cả hồn, để mình những cái lúc mà update thì mình sẽ có những cái điều bất ngờ và xem clip nó thú vị hơn, chứ mình không muốn là biết trước hết tất cả, biết sơ sơ là được rồi. Trời ơi, sao đông thế này. Ôi, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụng lại thì đúng là một hòn cứt khô. Dưới kia không sỏi cường thi bạn ơi, bạn cầm cường thi như thế thì đúng là FB1 kích bào luôn đi cho rồi. Ôi, cầm cường thi mà nhảy không cào được, mình nghĩ là mình nên té đi, có cường thi là khoai lắm. Nên té đây, rồi con bíp và té rồi, không nhây làm cái gì, nhây là có khi là chết chùm cả ba thằng. Đấy, nó sẽ biến thành một ba cây, nó biến thành đống cứt khô luôn đấy. À đống cứt đen, à đống cứt đỏ chứ nhờ. Ba thằng áo đỏ, trứng đỏ, cà ve. Thế thôi. Rồi thằng tiếp theo. Bạn ơi, mình cầm gắt linh xuống đi săn rồi, bạn không cào được mình nhà. Đen cho bạn quá. Rồi, hình như là dùng bài tăng lên. À bên kia, rồi. Khổ thế cơ, rồi gắt linh đấy. Cái này mà vào trồng thì thực sự là nó rất là khắm. Tại vì Gatling nó sấy liên tục mà đam không phải là quá cao, nhưng nó sấy được liên tục. Rồi mình té đây, 36 kế, chuồn là thượng sách, còn sách gì mà chạy nhanh hơn. Té thôi. Rồi đuổi theo kìa. Rồi thiên nhiên. Đuổi theo sao được, mình qua đến đây rồi mà đuổi theo thì đúng là. Rồi mình sẽ cover cho. Ờ, nhưng mình nghĩ lại là mình không nên cover. Thắm lắm. Cover làm cái gì. Đấy, có sai đâu. Kiểu gì cũng có thằng móc. Thôi, mình không yêu bạn đâu. Bạn cũng có ra đi. Một mình một súng là được rồi, không cần con thứ hai làm gì. Tình yêu như mắm, như mắt với tai, nếu thiếu một đứa, tương lai còn gì. Nhưng mà tôi đây chả thèm. Đúng hai thằng là không có hero, không có tương lai. Đấy, có sai đâu. Mới nói xong, đứng một mình có tương lai ngay. Rồi lại đây cân tim xem nào. Đây. Chạy đâu ấy. Này, tắc cua này. Đường nào bạn ơi. Rồi, úi dồi ôi, thơm thế, toàn rụng non ạ. Úi dồi ôi. Đấy, các bạn thấy không ạ. Mút rất là phê. Ơ, bên chém xuyên tường à. Cái định mệnh hình như là pha đấy có thằng chết trong tường. Phải thật, không thể tin được. Anh em có thể tua lại cái đoạn đấy, cái định mệnh hàm nói ạ. Anh em có thể tua lại cái đoạn đấy không ạ? Chém xuyên tường luôn. VL. Mình có cảm giác như là mình chém xuyên tường ấy. Cái thằng trong tường chết. Không biết là có thật không. Anh em soi lại pháp. Để lát mình làm clip xong mình cũng soi lại xem chém xuyên tường thật không. Giật tít các kiểu. Rồi đùa thôi. Chúng ta sẽ cùng xem ai là đi tìm ai là triệu phú. Ai sẽ là triệu phú đây. Ai sẽ đỏ nhất map đây. Ủa, thằng nào đói nhở. Thôi, bạn ấy đang lên thẩm du và đã bị làm dùng bài. Úi trời, đen thế, cầm tơ luôn cơ. Thôi, cầm tơ nó mới phê nha bạn. Chơi dùng bài thì mình thích cầm tơ hơn. Nếu mà đã làm dùng bài thì cầm bà nó, con tơ nó chơi nó mới phê. Còn cầm bình thường quá thì chơi không đã. Tại vì cương thi thì cân hero không được. Cương thi thì kéo team zombie dễ lắm. Nhưng mà các bạn cân hero không dễ đâu. Nó chém chết liền. Rồi, chúng ta sẽ kiếm thêm một ít cận chiến nha. Dạo này anh em cứ bảo mình là kiếm ít cận chiến thôi, xem clip cho nó sướng. Nhưng không, càng nói mình lại càng thích cận chiến. Đấy, có sai đâu. Trời ơi, zombie kia mà. Bảo làm sao không cận chiến được. Rồi dạo này mình cũng có nhát nhát một tí. Tại vì đây là 3G, không thể chơi như wifi được. Wifi thì mình sẽ cân tất luôn.
nhưng 3G thì nó khác. À đủ nhấp nháy đây. Mời. Thôi, cầm Rebecca VIP tay dài vừa color ạ. Mình cứ tưởng là 3Z tay nó mới dài. Thế mèo nào. Rebecca cũng tay dài. Thế các bạn thấy mình lựa chọn một cái set chúng nó tuyệt vời không ạ? Đấy. Cầm CB Transformer cover nó rất là tốt. Đấy, nếu các bạn có CB Transformer thì các bạn cứ cầm thôi. Úi dồi, giấy hết cầu nè. Tao lại sợ mày quá cơ. Rồi, hai cận chiến. Thơm thế. Rồi, MG3 không ngon bằng Gatling Gun bạc. Rồi, đùa thế thôi chứ thực sự là đang làm clip về MG Gatling mà chuyển qua MG3 thì không được. Rồi, hết xui thôi. Tại hòm nó nhét vào mồm mình. Bảo sao không ăn. Rồi, yêu cầu là F11 kích thằng tơ nhá. Thế mèo là hai thằng đi kia không cào được. Bảo sao có hero. Hình như là mình cận chiến hơi bị nhiều nhỉ, mới có hai thằng thôi. Rồi, trời ơi, hai thằng nhấp nháy. Lại đây. Ui, thằng kia chết rồi. Thằng này cũng khô này, nó đợi cái giáp. Nó lờ bình đợi cái giáp đấy. Khôn thế. Khôn thế thì ai sống cho bằng bây giờ. Rồi. Khôn nó cũng vừa vừa cho người khác khôn với. Khôn ăn hết phần người khác. Này thì thẩm du này. Mình cầm Gatling mà mình còn không đứng trên đấy. Bọn kia cầm toàn súng tanh mà cứ thích lên đấy đứng làm gì, có thể không biết. Các bạn ơi xuống đi. Xuống hay solo với giữa bay như hai thằng đàn ông. Chứ đừng có đứng trên đấy mà xả xuống như... rồi, như phụ nữ vậy. Rồi chết này. Rồi bạn sẽ chết. Cái tội lên thẩm du mà không được. Rồi. Thôi. Cái điện mây. Thằng kia. Đấy. Ăn ốc lại đổ vỏ cho mình. Thằng tơ nó hiếp nó. Mà thằng này nó cứ tưởng là mình hiếp nó cơ. Rồi, bắt mình phải đền tội. Khô lời. Và lần khác thì các bạn nên bị ai chịt thì phải tìm thằng đấy mà hiếp nha. Đấy. Ăn ốc lại cứ thì bị đổ vò. Cái chuyện này thì là chuyện như cơm bữa ở bên Mod Zombie rồi. Thực sự như cơm bữa luôn. Cứ thằng đứng một bên bị cào là thằng bên cạnh nó sẽ chăm chăm vào cái mặt vào ngay. Vờ lờ. À nhấp nháy này. Ôi trời ơi. Hàng này. Bạn lượn đi đâu? Bạn lượn đi đâu? Ủa rồi. Không được rồi. Ghê quá. Ơ bắn nó cái gì? Tiếp thế. Ủa rồi bay tăng lên. Thôi té. Căng thế hả rồi. Đấy clip thì mình cũng không chăm đua kill là mấy. Tại vì kill top rồi thì ok. Không cần nhiều làm gì. Rồi bắn luôn đi. Mất giáp rồi. Không nhây làm cái gì. Hãy đợi hero thôi. Đấy, xài đâu. Lại có hero để mút. Lại đây. Tao sợ mình quá. Úi trời ơi. Lựa đi đâu bây giờ? Đường nào cho bạn đi bây giờ? Thằng tiếp theo. Đây. Úi trời ơi, máu trâu ấy nhở. Mày máu trâu ấy. Rồi, bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc. Úi trời ơi. Tao sợ mình quá cơ. Thằng tiếp theo. Đó, không có thằng nào tiếp theo bây giờ. Thôi bỏ đi, chúng ta sẽ tính tụ họp với lại anh em của tao. Thằng này lại phá đám. Rồi, không được rồi. Thế mình sẽ té đi thôi. Còn 20 mấy giây. Té thôi. Ui, thôi, ta cho mình. Ui, không được rồi. Tuy nhiên hay quá. Tuy nhiên này còn 1k máu. Chắc mình sẽ kết thúc clip đây. Các bạn xem này thì hay đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.